một con quái vật với biệt danh là dao găm, một quả tên lửa siêu thanh được cho là không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng không nào trên thế giới. Sinh ra với sứ mệnh tiêu diệt các tàu chiến của Mỹ và NATO, cũng như các hệ thống tên lửa chiến lược ở khu vực châu Âu và phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO. Nó sở hữu tầm bắn lên tới 3.000 km, tốc độ bay tối đa đạt tới con số Mach 12, tức là 14.701 km/h hay 4,1 km/giây, và xoay số mục tiêu chỉ 1 mét. Đó chính là một trong những dòng tên lửa đạn đạo siêu thanh mạnh nhất của Nga, tên lửa KH-47M2 Kinza. Kinza được đưa vào trang bị từ tháng 12 năm 2017 và là một trong 6 vũ khí chiến lược của chính quyền Putin. Lần đầu tiên, các vũ khí siêu thanh của Nga được đưa vào tham chiến đó chính là tháng 3 năm 2022 tại chiến trường Ukraine. Kinza đã ngay lập tức chứng minh được hiệu quả cực cao và là mục tiêu không thể bị đánh chặn của các hệ thống phòng thủ phòng không ở Ukraine, và đã trở thành một mối đe dọa thực sự đối với Kiev nói riêng và phương Tây nói chung. Ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng khám phá quân sự, tìm hiểu về sức mạnh của dòng siêu tên lửa này. Thông điệp răn đe của Nga khi phóng loạt siêu tên lửa Kinza. Thưa quý vị, Kinza là một phiên bản được điều chỉnh của Iskander, một tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, nhưng có hệ thống dẫn đường và khí động lực học giúp chúng có khả năng di chuyển linh động hơn. Một số đặc điểm thiết kế tiên tiến đã giúp Kinza lọt qua các hệ thống phòng không, trong đó có tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ. Chúng ta phải tạo ra các vũ khí nhằm phản ứng trước việc Mỹ triển khai hệ thống phòng không tên lửa chiến lược mà trong tương lai gần như có thể vô hiệu hóa tất cả vũ khí có tiềm năng hạt nhân của chúng ta, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định năm 2020 khi nhắc đến các tên lửa siêu thanh mới. Kinza có thể mang đầu đạn theo quy ước với gần 5.000 kg thuốc nổ hoặc thiết bị hạt nhân nặng tới 500 kilotông. Nga được cho là đã phóng ít nhất 9 tên lửa Kinza mang đầu đạn theo quy ước trong cuộc xung đột ở Ukraine. Vào ngày 9 tháng 3 năm 2023, quân đội Nga đã bất ngờ phóng 81 tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, nhằm trả đũa vụ nhóm thám báo Ukraine xâm nhập tỉnh miền Nam Ryansky của Nga trước đó một tuần và nổ súng khiến 2 người chết. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau cho đòn tập kích, trong đó có 6 tên lửa vượt siêu âm Kinza và 6 quả đạn diệt hạm siêu thanh KH-22, những vũ khí mà nước này không có biện pháp đánh chặn. Giới chuyên gia quân sự cho rằng việc Nga sử dụng Kinza dường như là một thông điệp cảnh báo mới nhất đối với phương Tây về kho vũ khí dẫn đường của Moscow, cho thấy Nga đang sở hữu những loại siêu tên lửa mà Mỹ và đồng minh chưa có phương án đối phó hơn là việc chiếm ưu thế trên chiến trường Ukraine. Trong khi đó, một số người cho rằng Kinza được sử dụng có thể chỉ là chiến lược quảng bá vũ khí để tăng doanh thu quân sự của Nga. Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, việc Kinza được sử dụng cũng tô đậm cuộc chạy đua vũ khí vượt siêu âm giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc. Ba nước đang tiếp tục rót rất nhiều tiền vào nghiên cứu và phát triển loại vũ khí này. Về thiết kế, tên lửa Kinza được thiết kế để tiêu diệt các tàu chiến của Mỹ và NATO, cũng như các hệ thống tên lửa chiến lược của đối phương ở khu vực châu Âu, phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO và các mục tiêu trên đất liền gần biên giới Nga. Nó được thiết kế để vượt qua mọi hệ thống phòng không hoặc tên lửa phòng không đã được biết hoặc đã được lên kế hoạch của Hoa Kỳ, bao gồm MIM-104 Patriot và THAAD. Nguyên lý hoạt động của các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo hiện nay đó là radar phát hiện tên lửa đạn đạo của đối phương bắn tới, rồi truyền lại thông số cho máy tính. Sau đó máy tính có thể dựa trên tốc độ, hướng bay của tên lửa đạn đạo để tính toán tọa độ đánh chặn cho các tên lửa phòng không. Do tên lửa đạn đạo thường có quỹ đạo theo hình parabol cố định, nhưng KH-47M2 Kinza là tên lửa đạn đạo kiểu mới,
nó không bay theo quỹ đạo parabol cố định mà có thể thay đổi quỹ đạo bay liên tục. Do đó, các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương không thể tính toán được quỹ đạo bay của nó, khiến cho việc đánh chặn gần như là bất khả thi. Trong giai đoạn cuối của hành trình bay, khi Kinza tiến vào phạm vi đánh chặn của các loại tên lửa phòng không như MiM-104 Patriot, PAC-3 có tầm bắn trên 100 km, Kinza có khả năng thực hiện các động tác thay đổi quỹ đạo bay đột ngột để tránh né, trong khi vẫn giữ vững được vận tốc siêu âm vượt khoảng 3.403 m/s, gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Do vậy, theo lý thuyết thì khả năng đánh chặn được KH-47M2 Kinza là rất thấp. Tầng đẩy đầu tiên của nó có lẽ giống với tên lửa đạn đạo chiến thuật phóng từ mặt đất 9K720 Iskander, nhưng hệ thống dẫn đường được thiết kế riêng cho loại tên lửa này. Nó có khả năng tấn công các mục tiêu cố định và di động như tàu sân bay, tên lửa tăng tốc đến tốc độ vượt siêu âm trong một vài giây sau khi được phóng và thực hiện các thao tác thay đổi quỹ đạo ở tất cả các giai đoạn bay để né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. KH-47M2 Kinza có khả năng thay đổi quỹ đạo nên độ cao bay của nó chỉ ở mức 20 km, chưa tới tầng bình lưu. Ma sát với không khí sẽ tạo cho nó khả năng tăng hình plasma, khiến tên lửa rất khó bị radar phát hiện. Nhờ vào đầu dẫn định vị vệ tinh GPS GLONASS kết hợp quán tính, quang học, radar chủ động cực kỳ tân tiến, Kinza có thể đánh trúng tất cả những mục tiêu cố định lẫn di động với độ chính xác cao, sai số chỉ vài mét. Truyền thông Nga tuyên bố tầm bắn của tên lửa là 2.000 km khi được mang bởi máy bay tiêm kích đánh chặn Mikoyan MiG-31K và là 3.000 km khi được mang bởi máy bay ném bom chiến lược Tuvalov Tu-22M3. Khi được trang bị trên các loại máy bay này, cộng thêm với sự hỗ trợ của máy bay tiếp nhiên liệu trên không, không quân Nga có thể tấn công các hạm đội tàu sân bay hoặc các mục tiêu của đối phương từ khoảng cách trên 2.000 km tính từ sân bay. Như vậy, một phi đội Nga từ Viễn Đông có thể tấn công chớp nhoáng một đội tàu sân bay Mỹ ngay từ khi chúng còn đang ở khu vực giữa Thái Bình Dương. Tốc độ vượt siêu âm cũng làm tăng sức công phá của tên lửa. Một quả tên lửa nặng khoảng 3 tấn khi lao xuống với vận tốc 3.4 km/s như KH-47M2 Kinza sẽ tạo ra một động năng cực lớn khoảng 17,3 tỷ joule, tương đương với năng lượng của 4.100 kg thuốc nổ TNT, có thể đánh gãy đôi cả một chiếc tàu sân bay cỡ lớn mà không cần đầu đạn phải được kích nổ. Hướng tấn công chiến lược. Tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinza bắt đầu thử nghiệm chiến đấu trong các đơn vị hàng không vũ trụ Nga từ năm 2017. Phi đội đầu tiên gồm 10 máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31K và đã nhiều lần sử dụng thành công dao găm Kinza vào các mục tiêu ở khoảng cách ít nhất là 800 km. Đầu năm 2021, người đứng đầu quân khu trung tâm Alexander Lapin đã nói về kế hoạch trang bị tổ hợp này cho Trung đoàn Hàng không tiêm kích 712 ở Kansk. Theo đó, việc trang bị này cần diễn ra trước năm 2024. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết việc thử nghiệm Kinza ở Bắc Cực trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tổ hợp tên lửa siêu thanh này cũng sẽ được triển khai ở các quân khu khác và hạm đội phương Bắc. Tuy vậy, hướng chiến lược phía Tây được coi là một trong những ưu tiên cao nhất cho việc triển khai tổ hợp tên lửa siêu thanh Kinza. Chúng chủ yếu sẽ tăng cường sức mạnh cho quân khu phía Tây. Thời gian thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phụ thuộc vào yêu cầu quốc phòng, an ninh của nhà nước và hoạt động huấn luyện các biên đội tàu chiến. Việc chọn MiG-31 làm nền tảng cho dao găm Kinza không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Máy bay chiến đấu đánh chặn tầm xa siêu thanh do Liên Xô phát triển này có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và được xem là phương tiện chiến đấu không có đối thủ trong cùng loại. Hiện nay, máy bay MiG sử dụng tên lửa siêu thanh đang được nâng cấp. Theo đó, những chiếc MiG-31K mới sẽ được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại, cung cấp khả năng lái tự động tại thời điểm phóng. Ở chế độ tự động, tất cả các thông số sẽ được thiết lập, bao gồm cả tốc độ và độ cao. Phi hành đoàn sẽ làm theo lệnh hướng dẫn và nhấn nút tấn công mục tiêu. Hệ thống điều khiển mới này sẽ đẩy nhanh quá trình đào tạo phi công cho quân đội Nga trong tương lai. Có thể thấy, Nga đang có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho một cuộc chiến
có thể xảy ra trong tương lai, mang tên Chiến tranh Thế giới lần thứ 3. Và trên đây là tất cả nội dung trong video hôm nay. Các bạn thấy sao về câu chuyện này? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn phân tích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám phá Quân sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.